Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ tư ngày 6 tháng 9. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định phong trào thanh niên tình nguyện là một tư tưởng chỉ đạo rất đúng của Đảng, đưa thanh niên vào các hoạt động của xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Huyện Tam Bình dùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng, quê hương giáo sư diện sĩ, anh hùng lao động Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa đang ngày càng đổi mới. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh 1994-2023. Chương trình nhằm ghi nhận biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi đã có nhiều đóng góp gắn bó với các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh qua 30 năm, đồng thời tạo môi trường, điều kiện để gặp gỡ, giao lưu cũng như trao đổi, lắng nghe các ý kiến chia sẻ, góp ý đối với các hoạt động phong trào tình nguyện của thanh niên thành phố trong thời gian tới. Từ chiến dịch ánh sáng chăn quá hè hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 1994, các hoạt động tình nguyện hè đã nhanh chóng phát triển, trở thành chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện qua phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh và chương trình gia sư áo xanh. Sau 30 năm, chương trình đã khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn, thu hút được 5 triệu lượt thanh niên thành phố tham gia và triển khai được 31.000 công trình thanh niên. Từ những cách làm này, Trung ương Đoàn đã nhân rộng các chương trình chiến dịch tình nguyện hè ra cả nước. Để đến lúc này, từng chương trình chiến dịch tình nguyện hè là điểm hẹn chung của thanh niên cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt với tư cách đồng tác giả của chương trình trong một giai đoạn dài, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động gặp lại nhiều thế hệ cán bộ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào thanh niên tình nguyện nổi lên như một gam màu đầy sức sống, khẳng định một tư tưởng chỉ đạo rất đúng của Đảng, đưa thanh niên tắm mình vào các hoạt động của xã hội. Chủ tịch nước cho rằng hoạt động giáo dục thông qua hành động thực tiễn là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh những kết quả quan trọng hoạt động tình nguyện của thanh niên thành phố đạt được trong 30 năm qua, Chủ tịch nước cho rằng vượt lên trên tất cả các con số là sự trưởng thành trong cách nghĩ, nếp sống, cảm nhận về thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và xác định thái độ trách nhiệm và hành xử đúng đắn của mỗi người trong cuộc sống của mình. Nhắc đến những ý nghĩa sâu sắc từ các khẩu hiệu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ trong hoạt động tình nguyện như đi để trưởng thành, đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng đó là kết quả to lớn mà các phong trào thanh niên đã đạt được. Mỗi địa phương, mỗi tổ chức cơ sở đoàn, mỗi người dân đều cảm nhận một cách sâu sắc cụ thể ý nghĩa lớn lao đó. Nhưng sự trưởng thành trong nhân cách mới là điều quan trọng và là thu hoạch lớn nhất của chiến dịch thanh niên tình nguyện. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Chiên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với khoảng 2.400 đại biểu tham dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, hội nghị nhằm thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu quả, hiệu lực. Với tinh thần đó, hội nghị đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết, trong đó có 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5.
Các đại biểu hội nghị nghe Chính phủ báo cáo về tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến trước kỳ họp thứ 5, công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao. Các bộ ngành chú trọng lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các chuyên gia, nhà khoa học, tăng cường truyền thông chính sách, phản biện xã hội đối với các nội dung có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Trong một ngày làm việc, hội nghị nghe tham luận của các cơ quan về công tác triển khai thi hành các luật, nghị quyết, thảo luận về các vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Chiều nay, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả xây dựng chính quyền điện tử và công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2022. Đến dự có ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đoàn đã đến khảo sát tại Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Vĩnh Long, nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác xây dựng chính quyền điện tử, những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh của Vĩnh Long được ghi nhận phát triển tốt. Đặc biệt, năm 2022 tăng 22 bậc so với năm 2020. Xếp hạng an toàn thông tin năm 2022 đạt hạng 10 trên 63 tỉnh, thành phố. Hạ tầng số năm 2023 tăng mạnh so với năm 2017. Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị thông minh cho các sở ban ngành tỉnh, bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ chuyên trách, tiếp tục xem xét các dự án đang được triển khai và cần có sự thống nhất quản lý tại trung tâm tích hợp dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin. Các thành viên trong đoàn ghi nhận những nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục nỗ lực có biện pháp hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức số, nghiên cứu thêm cơ chế xã hội hóa, thúc đẩy phát triển công nghệ số, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện xây dựng chính quyền điện tử. Sáng nay, huyện Tam Bình tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Đến dự có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Bình năm 2023 đã diễn ra đúng ý định, đúng kế hoạch thời gian. Lực lượng vũ trang đã làm tốt vai trò tham mưu và hướng dẫn các ngành trong công tác chuẩn bị và thực hành. Chuẩn bị tốt về văn kiện, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, các cuộc họp vận hành cơ chế chất lượng có tính sáng tạo, sát thực tế. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đánh giá cao công tác tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ của huyện Tam Bình chặt chẽ, chu đáo, từ khâu chuẩn bị, nội dung, vật chất và phương tiện bảo đảm cho diễn tập, xây dựng đầy đủ văn kiện, thực binh đúng theo ý định, kế hoạch, thời gian đặt ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Bình đã khen thưởng cho 10 tập thể, 46 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong Công an Nhân dân năm 2023 bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an tới Công an 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong thời gian 2 ngày, hơn 12.000 cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn sẽ được giới thiệu các chuyên đề gồm cách mạng 4.0, chuyển đổi số, thách thức và cơ hội đối với Việt Nam, chuyển đổi số trong chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an, dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành công an, hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số. Hội nghị nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác số hóa hồ sơ, hành chính công, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, từng bước chuyển từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, nghị quyết của tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long đề ra là phấn đấu huyện Tam Bình về đích huyện nông thôn mới. Đồng thời, đây cũng là thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023, người con của quê hương Tam Bình, Vĩnh Long. Đến nay, huyện Tam Bình đã hoàn thành các tiêu chí đang đề nghị để được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2023. Kết quả này đã làm cho bộ mặt nông thôn Tam Bình khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Qua 11 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình hiện có 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao được giữ vững. Không chỉ có trường lớp, trạm y tế khang trang, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, 100% đê bao thủy lợi trên địa bàn cũng được đầu tư khép kín, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng mức thu nhập bình quân đầu người trong xã lên 68 triệu đồng một năm. Khi xã lên nông thôn mới nâng cao thì dân ở đây người ta cũng làm cũng được, cũng khấm khá. Mỗi năm cũng thu hoạch được là cỡ khoảng 300 triệu. Gia đình tôi thấy cũng là sống cũng thoải mái. Tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tức là tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong nội bộ, chuyển những cái đất mà trồng lúa không hiệu quả sang trồng màu hoặc cây nông nghiệp khác hiệu quả hơn, rồi tập trung cái chuyển dịch lao động, nhất là lao động nông nghiệp sang là phi nông nghiệp và dịch vụ, và đồng thời cái gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đến thời điểm này thì cái cuối tháng 7 thì xã cơ bản giữ vững được cái 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đến nay 16 xã của huyện Tam Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Tam Bình đạt chuẩn đô thị văn minh. Bộ mặt nông thôn đổi mới, hệ thống giao thông hoàn thiện. Trên địa bàn huyện có 3 tuyến quốc lộ đi qua, 4 tuyến đường tỉnh và 19 tuyến đường huyện với tổng chiều dài gần 163 km đã được nhựa hóa đạt chuẩn. Hàng trăm km đường liên xã, liên xóm, liên ấp được bê tông hóa. Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, người dân đã tự nguyện hiến hơn 10.000 mét vuông đất, đóng góp hơn 56.000 ngày công lao động và gần 195 tỷ đồng để thi công các công trình. Xã có qua vận động xây dựng nông thôn mới thì nói chung là cũng có hiến đất là khoảng 400 mét vuông. Nói chung là làm cầu đường sông, nói chung là người dân đây cũng phấn khởi. Ai cũng mừng vui khi có cầu đường để phát triển nông thôn. Bây giờ là nhà nước xây dựng cầu đường xã nông thôn mới, thì con em mình đi học vận chuyển hàng hóa lúa gạo đi rất là dễ dàng, và nhân dân ở ấp đây rất là phấn khởi. Qua hơn 11 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình đã huy động trên 1.485 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hạ tầng kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%, thu nhập bình quân đầu người trong huyện đạt 57,7 triệu đồng một năm, tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2011. Đến thời điểm này thì cơ bản Tam Bình đã hoàn thành các cái nội dung cũng như tiêu chí và chỉ tiêu của huyện nông thôn mới. Nhân kỷ niệm 110 năm của giáo sư, diện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, đây là cái niềm tự hào lớn lao của huyện Tam Bình. Thì Tam Bình sẽ quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Giờ đây, trên quê hương Tam Bình không ngừng đổi mới và đi lên. Đây chính là thành quả quan trọng và là tiền đề để huyện tiếp tục đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình tín dụng học sinh sinh viên do Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai đã luôn đồng hành, kịp thời tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, sinh viên có điều kiện trang trải học phí và an tâm học tập. Hiệu quả tích cực của chương trình tín dụng này đã chắp cánh cho nhiều ước mơ, hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Bà Bùi Mỹ Hạnh ở thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân có con gái là sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ khóa 2018-2023. Tại thời điểm con trúng tuyển đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế chỉ đủ trang trải cuộc sống thường nhật.
chủ yếu dựa vào việc buôn bán nhỏ, cùng đồng lương của chồng làm giáo viên dạy cấp 1. Nhờ được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn chương trình học sinh sinh viên với tổng dư nợ 132,5 triệu đồng, con gái bà đã hoàn thành chương trình học với thành tích tốt và đã xin được việc làm. Nhận được kết quả đậu đại học thì gia đình tôi vừa mừng vừa vui, nhưng mà vừa băn khoăn lo lắng, không biết rồi có lo được cái tiền học phí cho cháu nó suốt một quá trình hay không. Ngân hàng xã hội đó cho quay cái chương trình sinh viên để hỗ trợ đó. Đến bây giờ là kết quả là đã đạt được, là đã thành tài và chuẩn bị lãnh bằng để đi làm. Chương trình vay vốn học sinh sinh viên được chính phủ ban hành từ năm 2007 với mức vay ban đầu chỉ 800.000 đồng một tháng một học sinh sinh viên. Tuy nhiên, để phù hợp với lộ trình tăng học phí của các trường và mức sinh hoạt tại từng thời kỳ, chính phủ đã nâng mức vay của chương trình lên 2,5 triệu đồng rồi 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên với mức lãi suất duy trì 0,5% một tháng. Chương trình đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ thiết thực, chia sẻ cùng các gia đình của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong việc đóng học phí cũng như sinh hoạt trong quá trình học tập. Nhờ ngân hàng chính sách hỗ trợ cho mình nên mình mới có thể cho mình con mình đi học được, chứ nếu mà không có cái nguồn vốn này chắc mình sẽ gặp khó khăn dữ lắm. Giờ hai đứa ra trường đứa nào cũng có công ăn việc làm hết. Đến nay thì dư nợ cho vay chương trình học sinh sinh viên thì trên địa bàn thị trấn Tân Quế thì được là 4 tỷ 752 triệu đồng với 108 là hộ vay vốn. Học sinh sinh viên thuộc cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp tục thực hiện ước mơ, phấn đấu vượt khó vươn lên trong cái con đường học tập. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tổng dư nợ của chương trình tín dụng học sinh sinh viên đến nay đạt 305 tỷ đồng với 6.726 hộ đang vay vốn cho con em đi học. Riêng từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân 43,5 tỷ đồng với 560 hộ vay. Nguồn vốn phân bổ cho chương trình này trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 50 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và chính quyền địa phương cấp xã để rà soát các cái đối tượng thụ hưởng, để lập cái kế hoạch trình Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để phân bổ vốn học kỳ 1 năm 2023-2024. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái kế hoạch để khi các em vào bước vào cái giảng đường đại học thì chúng tôi sẽ thực hiện cái giải ngân ngay. Thì dự kiến cái thời gian giải ngân thì bắt đầu trong đầu tháng 9. Từ thực tế triển khai, có thể thấy chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên là một chính sách nhân văn có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Với kết quả đạt được, chương trình đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023 được tổ chức từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Và hiện ban tổ chức đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc 11 tháng 9. Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023 với quy mô gần 400 gian hàng của đơn vị doanh nghiệp ở 32 tỉnh thành phố trong cả nước. Theo ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho festival đã đạt trên 80% kế hoạch và đang khẩn trương hoàn thiện gian trưng bày sản phẩm, tiểu cảnh sân khấu, con đường nghệ thuật, sản phẩm nông sản tiêu biểu, động lực phát triển nông thôn mới. Đặc biệt là điểm nhấn con đường nghệ thuật gốm đỏ đã dần hoàn thiện trên tuyến nối giữa đường Phạm Hùng với đường Võ Văn Kiệt, phường 9 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Chiều dài trưng bày hơn 500 mét với gần 2.500 sản phẩm và tiểu cảnh mô phỏng lò gốm truyền thống của Dương Quốc Cạch Gốm Mang Thích. Festival lần này diễn ra với các chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, trong đó có hội chợ ngành công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long, hội thảo nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam, hội thi mâm cơm ngon chế biến từ sản phẩm vườn nhà, hội thi món ngon chế biến từ nông sản đặc trưng Vĩnh Long. Trong lễ khai mạc festival, ban tổ chức sẽ trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam ngôi nhà có kiến trúc ba gian hai trái truyền thống hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất Việt Nam và trao 100 học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, thì chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, từ 7 đến 10. Nam Bộ giảm xuống ngưỡng trung bình đến cao, từ 4 đến 6 vào ngày 9 tháng 9.
Theo nhiều chuyên gia y tế cho biết, tia cực tím là nguyên nhân lớn gây nên các tình trạng sạm da, tàn nhang, lão hóa nghiêm trọng hơn khi tiếp xúc với nắng có chỉ số tia cực tím cao, còn có thể gây đục thủy tinh thể và ung thư da. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím về và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như là quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, luôn đảm bảo đủ nước uống, trái cây, rau củ chứa nhiều vitamin C, vitamin A để nâng cao đề kháng. Thưa quý vị, năm 2023, thành phố Đà Lạt kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển với nhiều hoạt động ý nghĩa. Và mới đây, Đà Lạt đã tổ chức chương trình Thời trang kể chuyện lịch sử 130 năm thành phố ngàn qua. Và trong thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về chương trình biểu diễn thời trang nghệ thuật đặc biệt này. Và chương trình biểu diễn cũng cho thấy cách người dân Tây Nguyên Lang Bi An gìn giữ và bảo tồn văn hóa của mình thông qua các làng nghề như là dệt vải, đúc tượng hay là làm gốm. Thưa quý vị, đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.